Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đây còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác. Hiện tại thì cháu Lực đang ở trên đằng sau nhà của ba ông cháu thì cũng đã nghe được những cái tiếng máy khoan của mấy anh em thợ, là chắc là anh em thợ làm điện với lại nước của bác. Chắc là hôm nay mấy anh em thợ là đi vào và để làm rồi các bác. Tối hôm qua thì cháu Lực cũng tính toán lại cái phần tài chính của ba ông cháu thì hôm nọ là có mua thêm là hai cái giường rồi. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cái phần cuối của nhà ba ông cháu thì cháu Lực cũng đã dùng hết rồi các bác. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã tính toán lại về cái phần sổ sách mua giường mọi cái rồi thì đến hôm nay mấy anh em thợ cũng đã vào làm thì cái phần kinh phí của nhà ba ông cháu thì hiện tại đã hết rồi các bác ạ. Đấy, còn phần về cái phần điện nước này thì hiện tại là vẫn còn đang âm vào đấy. Ở đây thì mấy anh em thợ mua đồ mua đạc thì cũng rơi vào tầm là 3 triệu và công thợ của mấy anh em làm là hơn là 2 triệu nữa thì tổng làm về cái phần điện nước này là tầm 5 triệu và cái quỹ của nhà ba ông cháu thì còn dư là 1 triệu thôi. Thế thì bây giờ cái quỹ của nhà ba ông cháu thì hiện tại là đang còn thiếu là thêm 4 triệu nữa. Thì qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng mong muốn là sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng của các bác để giúp đỡ cho ba ông cháu hoàn thiện thêm là cái phần điện nước này cô bác nhé. Như ở đây thì cháu Lực cũng đi vào những cái hoàn cảnh như thí dụ như hoàn cảnh của em Cương ấy, cháu Lực cũng công khai tài chính lên rồi và cũng âm vào đó là 300.000, hơn 300.000 thì cái phần đấy thì nó âm ít đấy cô bác, thì cháu Lực cũng có thể là trích cái phần tiền kinh phí mà trong thời gian vừa qua cháu Lực bán hàng ở trên kênh các bác ủng hộ thì để bù vào đấy. Như quý như của nhà em Sử thì cũng âm vào đấy khá là nhiều các bác, âm vào đấy là hơn là 4 triệu đồng. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào xem là hôm nay mấy anh em thợ đã vào và lắp tới đâu rồi các bác nhé. Ở đây thì hôm nọ là cháu Lực cũng nhìn thấy là hôm nọ thì bác Chiêm ở bên bác Hà của bác có ra là chồng giúp cho em Sử cũng như là hướng dẫn này, chăm sóc tận tình tận nơi. Trồng thì được 15 cái gốc cây mận và thêm là 10 cây lê nữa. Lê thì chỉ có trồng ở đằng chỉ có trồng ở nhà cũ hết thôi, còn là nhà mới như này thì có trồng là nguyên cây mận thôi. Sau này độ tầm 2 năm nữa thì nguyên đằng sau nhà của ba ông cháu là sẽ có một vườn cây mận luôn các bác. Đường nước thì vẫn chưa thấy là mấy anh em thợ mà làm cả. Ui ôi, đây này có băng này, lạnh như nối mà đây như kiểu là như là tạo thành một lớp băng rồi đấy. Trên vùng cao này thì khi vào mùa đông ấy, vào cái mùa đông mà cái mùa mà bà con phải nói là cực kỳ mà không có hề thích chỗ nào. Tại vì là những công việc của bà con làm ấy thì tất cả mọi cái thì đều hoạt động bằng chân tay cả, cho nên là đi ra ngoài mà sờ soạn vào cái gì thì rất là lạnh, rất là buốt. Đây, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là mấy anh em thợ là đang ở trong nhà đó các bác ạ, đang làm. Đấy, hiện tại thì
cái phần dây điện này kéo nó sẽ vào, đang vào làm nó sẽ hơi lủng nga lủng ngổ một chút. Ôi, chào anh nhá. Tình hình hôm nay xong anh? Sắp xong nhỉ? Ừ. Thế là điện đường về đường điện thì sắp xong nhỉ anh? Đường điện sắp xong à? Đấy. À, trong thời gian vừa rồi thì phải nói là cháu Lực cũng tìm mấy anh em đội thợ để mà làm điện với làm nước thì cũng cực kỳ là khan hiếm cô bác. Đấy. Ở đây thì đến cuối năm rồi thì các anh em trong các anh em ấy về về làm thợ với lại làm nước ấy thì cũng hoàn cũng chạy công trình chạy khắp nơi để mà làm sao mà hoàn thiện trước cái Tết này để bàn giao cho gia đình cái khác nữa. Đấy, rất là may là còn tìm được hai anh em này để mà làm về cái phần điện. Ở đây thì cũng đã nhìn thấy là các anh làm đây rồi. Đây thì cháu được xé để là ở trên này một bóng này và ở phía bên ngoài một bóng này, hai cái phòng của là mỗi bên một bóng nữa. Ôi các anh mua cả mì tôm lên đây ăn hả anh? Anh Cược. Ừ. Mà anh em thợ là đi xa các bác này cho nên là phải mua cả mì tôm về mà ăn đó. Sợ đói. Có điện chưa đây anh? Chưa. Chưa có đâu. TV thì sẽ cắm ở đây thêm một cái ổ nữa luôn. Mua ống này rơi vào tầm hơn 3 triệu cho anh nhỉ? Mua những cái đồ mà điện với lại mấy đồ dùng này. Gần 4 triệu. Gần 4 triệu á? Gần 4 triệu sẽ các mấy anh em thợ sẽ dùng xong là cái nào mà không dùng hết ấy, thì sẽ mang lại giả rồi đến lúc đấy thì mới tính được ra là tầm bao nhiêu tiền đấy. Nhưng mà riêng về lắp cả điện nước này cả tổng thể ít nhất phải rơi vào tầm hơn 5 triệu rồi. Đấy, hiện tại quý của nhà ba ông cháu thì chỉ còn có dư là 1 triệu thôi. Đấy, còn thiếu là âm vào đấy là 4 triệu nữa. Tủ lạnh thì bây giờ thế để tạm ở đây các bác nhá. Thì mấy nữa lúc mà hoàn thiện xong cái phần điện thì cháu được xé vận chuyển ra bên kia. Điện là làm chạy nguyên phòng khách chưa hả anh? Ôi, Sử đang làm gì đấy? Hả? À, xem cái này à? Cái này để làm gì đấy? Mấy anh em thợ thì đang làm thì có vẻ là những cái tiếng máy khoan, máy đục thì sẽ hơi ồn ồn một chút cô bác ạ. Sử thì lên đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Khá là lạnh nhỉ, đội cả mũ rồi. À, đeo ra sửa cái mic anh em mình nói chuyện cho nó dễ dàng. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ông đi ở nhà à? Có lẽ là cái bàn học mình để góc này sẽ hợp hơn đấy nhỉ? Bàn ấy thử kê xem nào. Thử kê xem là cái góc này có hợp không các bác. Đấy, tại vì là ở trong phòng ngủ thì nếu mà mình kê vào ấy thì nó sẽ hơi hẹp một chút. Ở đây thì cháu Lực cũng đọc được một số cái bình luận ở trên kênh nói rằng là các bác cũng nói rằng là để vào bên trong nhà thì sẽ hơi chật một chút. Nhưng mà để vào trong phòng thì hơi chật thật. Như trên nhà Sử thì ngủ là phải ngủ quay ra bên này à? Hả? Là mình không ngủ quay giường ở bên kia đúng không? Quay ra hướng bên phòng khách đúng không? Ở đây thì có rất là nhiều bác cũng có nói rằng là giường ấy thì mình kê ngược lại. Nhưng mà theo cái phong tục ở trên nhà, trên chỗ của Sử đang ở ấy thì giường đầu là sẽ ngủ hướng ra bên phần phòng khách, không có để và chân đâm thẳng vào cái phòng khách. À, hôm nay thì mấy anh em thợ cũng đã đi vào lên lắp rồi, bây giờ thì cho mấy anh em thợ lắp tiến hành đã. Còn cái đường nước thì chắc là mấy anh em thợ là sẽ lắp sau. Ở đây thì chúng tôi cũng đã
cùng mấy anh em thợ là nói rằng là nên lắp những chỗ nào lắp chỗ nào và lắp hết rồi. Khi mà hoàn thiện cho lực sẽ lên và ghi hình cho tất cả các bác cùng xem mấy anh em đội thợ chạy nước như nào. Đấy, bây giờ thì cháu được ở đây thì một tí nước khoan nó khá là ổn. Bây giờ thì cháu được sẽ đi xuống cái nhà của ba ông cháu một chút. Sứ ai đi xuống nhà một chút đi. Vâng. Sỏi này thì hiện tại là bao tải không có đâu bác, cho nên là chỉ có để được như thế này thôi chứ ông không có biết để thêm cái gì nữa cả. Đàn gà này đàn của nhà ai đấy Sứ? Nhà trên kia ạ. Trên kia nhưng mà sợ nó bới gốc cây không? Nếu mà bóc cây thì ông bảo ông là rào lại chỗ này một chút nhá. Rào lại mỗi góc là để tầm 4 thanh xong là dùng cái tre để mà rào rào ấy. Đấy, lúc nào mà trời ấm ấm lên một chút thì làm, bây giờ thì trời lạnh quá. Đấy, cái tách này thì sẽ để lên trên cao hơn các bác ạ. Đấy, cái tách này thì sẽ để lên trên cao hơn để mà làm sao mà cho cái lực nước của nó mạnh nhất có thể. Đấy, để cho nó đẩy xuống. Đấy, một tí nữa thì mấy anh em thợ là đi vào đường điện xong thì sẽ chạy từ bên kia sang bên này. Đấy, rồi là chạy từ quanh cái chỗ mà nhà bếp là quay lại. Ôi, cái nguồn nước này thì cạn kiệt rồi nhỉ? Cái nguồn nước này chắc độ tầm tuần nữa là cũng hết rồi đấy, hết sạch rồi đấy. Bây giờ còn một tí thôi. Hôm nay mẹ có Sử có ra đây không? Không ạ. Không ra đây à? Vâng. Hôm nọ thì nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cũng đã biết rằng là mẹ của các em đang muốn gặp cháu Lực để không biết là có cái chuyện gì cả. Ở đây thì cháu Lực đang đã suy nghĩ được trong đầu rồi. Có thể là người mẹ sẽ ghét cháu Lực và muốn gặp cháu Lực để mà nói hay là chửi cái gì chẳng hạn. Sứ với lại ông thì hiện tại là đang ở dưới nhà cũ của bác ạ, vẫn không có lên nhà mới. Một tí nữa thì cho Lực xé lên nhà mới và xem mấy anh em thợ để mà làm sau. Đấy, cho Lực lên thì cho Lực xé xem là trong quá trình mà mấy anh em thợ làm cái chỗ nào mà không đúng ấy thì sẽ cho mấy anh em thợ để mà sửa lại luôn, để mà làm lại luôn. Thế mấy anh em thợ là cũng vừa mới đến à Sứ? Vâng. Cái cũng vừa mới thấy chạy được dây điện một chút thì chắc là cũng vừa mới đến nơi thôi. Thật nha, chỗ đấy ấy, trơn lắm đấy. À, đây là ông đang đục cái gì đây? À. Cháu được thấy ông là đang đục cái này để mà làm cái cái này là cái để cho lợn ăn đúng không? Vâng. Máng đúng không? Vâng. À. Đây ông đục lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Thế như này là xong rồi à nhỉ? Vâng. À. Này hòn đang này chứ? Ôi tôi có này. Con tìm múa. À là ông làm cái máng để mà cho lợn ăn đúng không bác? Cái máng đấy. Hóc đưa mấy dê này à? Để chiếc hóc nhá. Ờ. Này nó hoàn thì má này bó mấy chè nè. Ờ nghĩa là ra chỉ làm mà được một cái thôi các bác, chỉ làm được một cái này thôi. Cái này là ông dùng để làm cái máng lợn. Ô cái nước gì đấy? Đấy nhà nó đang mưa chứ. Ờ. Cái nước mà mình ôi hải đâu rồi nhỉ? Ồ, hải là hải thưa các bác này, phải dùng quần áo để ra đây để phơi thì nó mới khô được, chứ không là không khô được. Sưởi ấm sưởi lửa một chút. Hải thì chắc là đang đi cho lợn, đang cho trâu ăn đấy nhở? Ở trên vùng cao này thì hầu như là nhà nào cũng không thể có thiếu được cái bếp củi này cả cô bác ạ. Cái bếp củi này là đến mùa đông thì mình cực kỳ là mình cần đến luôn để mà làm
Nó vừa là làm mình để sưởi ấm cho mình và để mà nấu cơm nữa. Thế thí dụ như bây giờ có bếp ga hay mày nướng mày hết ga thì có tiền để mà đổi ga không? Không biết được. Hả? Không biết được á? Bây giờ thì được các bác giúp thì làm sao mà cố gắng giúp đỡ thì có được tiền để mà lo được cho ba ông cháu. Nhưng mà chắc chắn là cái bếp ga này sẽ dùng ít hơn cái bếp củi nhờ. Có khi là dùng một bình là được một nửa năm đấy cô bác ạ. Ở dưới nhà giáo lực cũng thế đấy, bố mẹ giáo lực mua một cái bộ bếp ga về thì một cái bình ấy thì xài được độ tầm nửa năm luôn. Tại vì là những lúc nào mà mình bận rộn quá thì mình mới lấy bếp ga để mà mình làm thì nó sẽ nhanh hơn. Còn lấy bếp lúc nào mà không bận rộn đấy thì mình mới sẽ tận dụng lại cái củi ở trên nhà mình có ấy. Ở nhà giáo lực thì cũng có ruộng này, cũng có nương này, cũng có đồi mọi cái, cũng có rừng ấy. Cho nên là đi lấy củi về để mà dự trữ. Cũng gia đình giáo lực thì cũng không có gọi là cuộc sống mà nó quá là kiểu là giàu có cả. Cũng là một cái gia đình mà ở trong thôn thì cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Và giáo lực thì khác hẳn các em thì có cái số phận mà đặc biệt hơn. Các em thì có cái số phận mà bố thì không may bị bệnh mất rồi, bị bệnh và qua đời rồi, còn mẹ thì đã bỏ đi đấy. Hay ở đây thì giáo lực nhắc lại thì ở đây thì gọi là chỉ vô tình là nhắc lại thôi, chứ không có ý định là nhắc lại làm sao mà cho câu chuyện này để giúp cho để các em buồn cả. Ông đi làm chưa xong rồi nhỉ? Vâng. Chắc là một tí nữa mới xong rồi nhỉ? Vâng. Hôm nay thì mấy anh em điện nước cũng đã vào rồi, làm xong thì mình bắt đầu tính tân gia được đấy nhỉ? Vâng. Đấy. Làm xong thì làm sao mà làm tân gia sớm sớm một chút để cho hai ba ông cháu vừa là gần Tết, xong là vừa là có tân gia luôn. Như hai nhà sử thì sử cho anh hỏi thì mọi năm là không có gói bánh chưng à? Không có ạ. Không có á? Vâng. Thế là sử đã biết gói bánh chưng không? Không biết ạ. Không biết rồi à? Vâng. Thế hay là Tết này đi xuống cái nhà anh để gói bánh chưng nhỉ? Vâng. À. Cắt cái lá dong này, bảo cái lá dong này là ông đừng để bán nữa, để lại cho anh nhá. Vâng. Để lại cho anh xong anh lên mua xong là hôm nào mà gói bánh chưng ấy, 29-30 rồi thì xuống nhà anh là gói bánh chưng. Xong là gói bánh chưng xong thì có thể là em mang về nhà luộc cũng được. Đấy. Wow. Ấm áp quá. Cảm giác như là ngồi cái bếp củi này các bác này ấm áp quá, không có muốn dậy đi làm việc gì nữa luôn đấy nhỉ. Đi cho anh đi xem ông ấy nào. Ông thì vẫn còn đang ngập ngùi là đục để ấu cái máng lợn này cô bác này. Hải ơi! Hải ơi! Ồ, Hải về nữa. Đi biểu con này chứ? Hả? Biểu con này? Hải về nữa con này? Ồ, Hải. Ồ, Hải là lên trên kia rồi cô bác ạ, không có ở nhà. Chắc là đi lấy rau lợn nữa. Ờ, những cái này là gọi là mình tận dụng lại để mà làm một cái máng lợn này thì phải nói là được rất là lâu đấy cô bác ạ, có khi là được độ chục năm đấy. Cái gỗ sao mộc này thì làm thì khi mà mình để cám vào thì nó sẽ không có bị nó sẽ không có bị như kiểu là bị con mọt ăn đấy, rất là chắc chắn. Ông thì mấy hôm nay lên thì cũng thấy là ông hôm nào cũng đeo đôi giày làm sao mà giúp cho đôi chân của mình ấm áp một chút. Bạn này bỏ đẩy lên văn tư hóc bình thân mở rồi chứ. Thứ hai văn lư á? Thứ hai văn lư làm bèo đây nọ, thứ hai văn lư làm đi sát rồi mới việc đúng không? À văn lư rồi, văn lư.
Ừ, cả văn thứ hai còn, cả văn thứ hai còn. Thứ hai là nhà văn đây nó hát chủ. Thế chàng nước kinh nóng. Cả văn thứ hai còn. Cả văn thứ hai văn nơi răng để vàng là hát tổ. Răng này mới hát tổ răng là phải chín. Lấy bốn lên lán hát tổ dê văn này tia văn lư còn chín đấy văn phực văn phực văn dẹp để dốt pin nông đấy. Đấy. Đang nói chuyện với ông là về cái vấn đề mà chuẩn bị làm ở Tân Giang các bác, xem là đấy, bây giờ là nhà thì hoàn thiện rồi thì xem là lượng cái khách khứa như nào để mà ông phù hợp mời. Tại ở đây thì cái khoản Tân Giang đấy thì cháu cũng đã được chị Trần Đỗ Giáng My là gửi là 2 triệu đồng và bà An Phạm là 1.250.000 thì trong đó là gói gọn là 3 triệu rồi thì sẽ làm sao mà cân nhắc để mua mấy cái món để lên là Tân Gia nhà mới ba ông cháu. Đấy thì đầu video thì cháu cũng đã nói rồi, cái phần kinh phí của nhà ba ông cháu thì hiện tại là đã hết rồi các bác, đã hết rồi, còn bây giờ âm vào hơn là 4 triệu để mà cháu lực làm điện nước, nhưng mà cháu lực vẫn gọi mấy anh em thợ là về làm trước hay như nào thì cháu lực sẽ tính sau. Có thể là cái số tiền đấy trong cháu lực đăng tải cái thước phim này lên thì nếu mà được các bác phần trợ duyên giúp cho ba ông cháu thêm cái khoản này thì cháu lực cũng thay mặt ba ông cháu là gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bác mạnh thường quân. Này bạn ấy đấy bà dê này à? Nước mà đấy á? Hơi đâu đắc thì mà đấy. Là làm mà sâu hơn nữa các bác ạ, đây thì vẫn còn nông quá. Đấy, toàn dùng bằng tay với bằng hun thì chẳng dép bây giờ nào này. Bụng mi à? Tức còn mi lên mày. Bụng mi. Còn bóng phim mà hơn à? Mi mặc mi hun thì đâu mi mặc chim đâu như mày. Cái này bụng mi mà này. Bụng cái này bụng mi lên cái hun thì à, hun thì và tọc đây à? Ồ. Và tọc à? Không này văn đẹp đấy à gì? Không văn đẹp đấy à? Văn đầy ra. Làm cái máng này thì phải mất tầm độ một ngày thì mới làm xong được cô bác ạ. Không biết là mấy hôm nay là hai mấy anh em thợ là có thể làm hết không? Có làm mà được cái phần điện nước hết không? Bây giờ thì vẫn đang chạy trong điện rồi. Thì cho lực xén lại di chuyển lên trên kia để xem là mấy anh em thợ là làm tới đâu và làm những cái công đoạn nào sai sót chỗ nào để cho lực còn biết bảo luôn cô bác. Sử thì đang ở trong nhà là sưởi ấm một chút cô bác ạ. Mùa đông ở trên vùng cao thì hầu như là bà con thì rất là khổ luôn, khổ nhất là ở cái thời điểm vào mùa này có gia đình thì còn có tiền mà đi mua được những cái áo và những cái quần ấm áp cho con để đi học, còn có những gia đình thì cháu lực cũng đã bắt gặp các cháu đi học mà chân tay mà run cầm cập luôn. Đấy, thí dụ như là không nói đâu xa các bác, chỉ nói em Hải thôi, em Hải độ tầm năm trước khi mà cháu lực chưa lên chia sẻ đấy thì các cô giáo cũng kể lại với cháu lực rằng là đi học ấy vào mùa đông ấy thì đi học là đến lớp là không cầm được bút luôn, các cô giáo phải đem áo của các cô để mà cho để mặc. Xong là đưa em đi sưởi ấm tay như này để cho ấm lên cho mới vào học được. Cái này cái gì nổ đấy nhở? Cái sao mộc à? Cái gỗ sao mộc này thì khi mà mình đốt lên cô bác này nó cực kỳ là thơm. Nó có như kiểu nó có cái dầu ấy, có cái tinh dầu thơm. Tắt vào coi nhá. Chỉ vừa coi nhá. Vừa rồi thì mấy anh em thợ bảo là hay bây giờ thì cháu được xé cùng em Sử là lấy một chút củi để mà đi lên trên nhà mới mình nhóm lửa một chút cô bác. Chắc là mấy anh em thợ thì cũng khá là lạnh. Củi thì được ông là trẻ vào để đây. Ui.
Trên vùng cao thì hầu như là không thể thiếu được bếp củi của bác, cho nên là cháu được cũng thiết kế làm sao mà để cho cái ngôi nhà của bác cháu là có thêm một cái bếp củi. Có thêm một cái bếp củi ở đây nữa. Mình có thể là vừa mình tận dụng lại cái phần củi là mình vừa sưởi ấm này, vừa là mình dùng này. Tại vì là trên vùng cao ấy thì là hầu như là gia đình nào cũng có đồi và cũng có rừng ấy các bác, cho nên là mình đi lấy những cành củi đấy về để mà làm. Ôi Hải thì vừa về ở đây à? Đây lâu chưa? Vừa lên thôi à? Hải xin kính chào quý bà cô chú anh chị. Sử lên lửa chưa? Hả? Hả? Có lửa chưa? Có đấy. Vừa tiện thể là dùng đây cho mấy anh em thợ nếu mà lạnh quá thì còn sưởi ấm được thì mới làm được. Tại vì là khi mà mình làm của bác này tay thì rất là cống thì là không có làm được nữa. Nên bếp ga thì có lên thôi. Đấy, đúng rồi, bếp ga. Sứ ơi, Hải ơi, bếp ga là khi mà mình dùng xong ấy mình khóa cái này vào nhá Hải nhá. Đấy, khóa cái này vào, mình lúc nào mình mở ấy thì mình, lúc nào mà mình dùng ấy thì mình mở ra. Đấy. Dùng xong thì khóa vào nhá. Thế hầu như là những cái món đồ mà ở phần khu nhà bếp thì là đều được là hai chị là Nguyệt Thúy là sắm cho, kể cả những cái vật dụng mà từ cái nhỏ nhất, từ cái mà rửa cái rẻ dầu rửa bát này, xong là cái chạm này thì là sẽ chạm để mình để thức ăn gia vị, để lọ mắm muối mới chính. Đây, ở đây thì rổ thì cũng khá là nhiều, mua khá là nhiều cái luôn. Bây giờ thì có thể là mấy anh em thợ sẽ thực hiện độ tầm có thể là chiều nay đến sáng ngày mai thì sẽ hoàn thiện xong cả cái phần điện nước nữa, thì có thể là anh em lên mà dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ hết tất cả mọi cái rồi thì vào nấu cơm được rồi. Mấy anh em thợ thì giờ đang thực hiện ở phòng phía phòng ngủ này. Lắp bóng điện lên chưa anh? Chưa đâu nhá anh ạ. Ở phần bên ngoài các bác nhá, phần bên ngoài thì chúng ta cũng có lắp thêm một cái bóng điện ở bên này. Đấy, còn ở ngoài sân thì cũng có thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời là ở hai góc rồi. Và ở trong nhà thì cũng được là bà An Phạm là bà mua thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời nữa. Một cái là mình để lắp ở trong nhà và một cái thì mình sẽ để lắp ở phần phòng bếp của bác. Đấy, có thể là để tiết kiệm điện thêm chút nào thì được chút đấy. Khi mình bước vào nhà cái là trước mắt là không có nhìn thấy gì, là nhìn thấy cái bức tranh với lại đồng hồ mà được bà Vương Kim Thanh là gửi tặng cho các em. Ở đây thì cũng có các bác cũng có nói cho được là mình làm sao mình kê cái bộ bàn ghế, kê nó ra bên ở dưới ngôi nhà đi. Đấy, nhưng mà mình kê ở dưới ngôi nhà thì nó sẽ cũng được thôi cô bác ạ, không có vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà mình làm sao mà mình sắp xếp lại để cho nó gọn gàng một chút, để cho nó dịch ra phía bên này chút. Mình vừa ngồi đây được xem tivi và ở góc bên kia thì cũng có vừa được thêm mâm cơm nữa. Không lọ thì cháu được để cái ghế này ra hướng bên kia thì cũng được các bác ở trên kênh nói rằng là mình nên để cái ghế dài vì dựa vào cái phần cửa sổ, phần này thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái ống này thì mua là mười mấy nghìn một ống này anh? 3.000 à? Ôi xử sao ấy? Nước à? Cái đấy ục thôi. Lạnh quá. 2 độ C. Lạnh quá thì sửa một chút xong lại làm được anh. Tay bút quá ấy. Này xử ơi, đang làm gì à? Cất cái này đi em. Cất cái này. Sử ơi, theo anh nghĩ là mình nên để cái bàn học ở đây đi Sử ạ. Thật, ở trong phòng thì mặc dù là cũng có điện rồi cô bác, nhưng mà trong phòng thì nếu mà mình để thêm cái bàn học này thì nó quá là chật. Bàn học này thì mình sẽ để đây thì nó sẽ cũng sẽ hợp lý hơn. Ôi, đang ngược rồi. Ôi giời. Bàn học này thì là cũng được bà là Vương Kim Thanh gửi cho này cô bác này. Bà Vương Kim Thanh thì cũng là phải nói là một người bà và một người mạnh thường quân là đồng hành cùng cháu Lực từ cái lúc mà cháu Lực vừa mới làm canh
tới thời điểm hiện tại thì bà vẫn đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ được hoàn cảnh của em Sử, thì lại đi giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh khác. Đấy, bà thì năm nay thì cũng đã cháu Lực cũng nói chuyện với bà rồi, thì bà cũng bảo là gần được 80 tuổi thôi, thì bà thì vẫn còn có cái tấm lòng mà phải nói là cực kỳ là cao cả, cực kỳ là thương yêu các em ở trên vùng cao cũng như là những hoàn cảnh còn khó khăn nữa. Công tắc mọi cái thì sẽ lắp ở đây luôn. Hiện tại thì chưa có điện, còn cái phần tủ lạnh này thì sẽ mấy nữa sẽ vận chuyển sang bên kia. Ủa sao lại có một cái cục pin ở đây đấy Sử? Cầm đi. Mấy đứa là khi mà xong ấy thì bỏ hết cái này ra rửa Sử nhá. Nó còn mùi mới ấy. Nhá. Đấy, lấy hết ra rửa, mấy đứa mùi mới, mấy đứa anh lên anh khắc bảo không? Nhá. Đấy, nó còn mùi mới, nó mùi nhựa ấy. Rồi nếu mà nấu cơm ở trên nhà mới là cũng có thể là nấu cơm được các cô bác này. Nhưng mà trong quá trình mà mấy anh em làm ấy thì nó cũng, khi mà khoan tường nó cũng sẽ hơi bụi đấy, cho nên là mấy anh em không thể mà nấu cơm được. Ngồi đây ấm không hả Hải? Có à? Đấy, ngồi chỗ này thì cũng có thể là ba ông cháu vẫn ngồi đây để mà mình sưởi ấm cũng như là sưởi lửa được mọi cái nữa. Rồi. Ra đây với anh như nào. Xem cái phần là nhà bếp đây, phần ở đây thì nếu một tí nữa sẽ để mà anh em thợ là lắp luôn cái bình ống lạnh luôn cô bác, lắp luôn cái bình ống lạnh nên là lên đây cắm điện và tắm ở đây thôi là được rồi nhá. Có bình ống lạnh thì chịu khó mà tắm rửa một chút nhá, nếu mùa đông ấy cắm điện là có nước rồi nhá, chứ không là như ở dưới nhà. Như ở dưới nhà thì nếu mà bây giờ đi tắm thì tắm như thế nào? Phải đun nước à? Thế mỗi lần tắm thì dùng được bao nhiêu siêu nước, bao nhiêu ấm nước? Hai ấm nước ạ. Hai ấm nước à? Thế bây giờ tắm ở đây thì khi mà mình tắm gió nó không có lùa được vào nữa rồi. Ấm áp rồi. Ấm áp rồi. Đấy, anh em mình đi ra bên ngoài xem là còn mưa không. Ở phần góc bên này thì cái mưa các bác, mưa nó hất vào một chút cho nên là cái tường nó sẽ hơi bị ướt ướt, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì tại vì mình đã sơn rồi. Sơn ở đây thì nó cũng là vừa mà cái lớp mà chống nước này, vừa là mấy lớp mà mình vừa là cái để gọi là mặc áo mới cho cái ngôi nhà luôn các bác. Đây, có thể là hôm nay sẽ là gọi là cái phần là cuối cùng, phần thi công cuối cùng của mấy anh em thợ là đi, mấy anh em thợ là vào làm rồi, làm xong thì cũng có thể là vào ở được đấy cô bác. Làm buổi tối thì hai anh em có ngủ đây không? Tối hai anh em chưa ngủ đây à? Đóng cửa đi xuống nhà dưới rồi à? Vâng. Sao lại hai anh em lại chưa ngủ đây? Không sợ mất đồ à? Không sợ à? Đóng cửa là không sợ mất đồ đúng không? Đi ra ngoài thì chốt chìa khóa mọi cái cho nó kiên cố chắc chắn vào nhá. Và hôm nay thì cháu Lực cũng lên và ghi hình lại cho tất cả các bác cùng biết rằng là cái ngôi nhà của ba ông cháu thì hiện tại cũng đã đi vào và hoàn thiện cái phần đi vào và lắp phần điện nước rồi. Để mà hoàn thiện thì chắc chắn là một tí nữa mấy anh em thợ có thể là hoàn thiện nốt hôm nay luôn. Còn là không hết hôm nay thì sáng ngày mai nữa mấy anh em thợ sẽ đi vào và hoàn thiện. Đấy, ở trong đầu video thì cháu Lực cũng đã nói rồi các bác ạ. Đấy, hiện tại là quý của nhà ba ông cháu đấy thì là còn dư là 1 triệu thôi. Còn dư là 1 triệu thôi thì khi mà vào lắp xong cửa này nữa. Bây giờ mấy anh em thợ bảo là mua đồ mua lạc ấy, thì cũng rơi vào tầm 3 đến 4 triệu. Và công của mấy anh em thợ nữa 2 triệu đồng thì tổng là rơi vào là 5 triệu cái phần lắp điện. Đấy, trừ vào 1 triệu của cái phần còn dư kia. Cái phần mà còn là dư quý nhà ba ông cháu đấy hiện tại là đang còn âm là 3 triệu đồng các bác ạ. Đấy. Qua tự phim này thì cháu Lực cũng mong muốn rằng là sẽ nhận được thêm những cái phần khoản hỗ trợ của tấm lòng vàng của các bác gửi cho ba ông cháu, giúp đỡ cho ba ông cháu thêm mà hoàn thiện cái phần điện nước một chút cô bác nhá. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì cũng gần đến Tết rồi cô bác.
cũng gần đến Tết Nguyên Đán rồi, cho nên là cháu được muốn làm sao là mong muốn là hoàn thiện cho ba ông cháu càng sớm càng tốt để cho vào ăn Tết luôn cô bác. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và bây giờ thì ba anh em thì cũng xin phải nói lời là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu hài chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.